Hôm nay Lâm sẽ review một cái khu vui chơi chú cội ở Lộ Liên Hương tại Lâm thì chuyên tìm những cái khu vui chơi để mà cho con của Lâm chơi. Khu mở cửa từ lúc 9:30 đến 21:30. Đây, con của Lâm đang chơi ở trong. Đây là khuôn viên ở phía trong. Ở đây có bắt wifi nữa nè mọi người. Chú cội. Nói chung là khuôn viên cũng tương đối rộng. Hiện giờ chỉ có con của Lâm chơi thôi. Đây là khu ở phía trước. Có bàn ghế để mà phụ huynh có thể ngồi uống nước này kia. Đây là khu phía trong. Ồ, cái hàng hơi lạ. Ồ, dạ. Con Lâm thì ít chơi cái này, nhưng mà cái này là một cái trò chơi nếu mà bạn nào thích chơi rất là nhiều cái thứ mà tạo ra từ đây nè. Đây là khu xe đụng. Cái tiếng xa xa là con Lâm đang chơi đó. Hôm nay thì rất là may mắn là mình vào thì chỉ có con mình chơi thôi. Sợ buổi tối rất là đông thì rất là ồn. Đó, xa xa là con của Lâm đang chơi nè quý vị. Cái này Lâm sẽ đi ở bên tay phải trước nhé. Ở đây là cái khu xe đụng, tiếp theo là một cái khu gọi là bong bóng. Đây có cái máng trượt xe nè quý vị. Đây đây đây, đây. Miêu có chợ xe không? Miêu chợ xe không? Ngồi trên xe đây này, xe chợt này, xe chợt bên đây kia kìa. Đây, ngồi lên đây, chợt xuống đi. Đây trên xe này. Đấy, xe chợt này. Này, đó. Rồi lên đó chợt xuống. Đây là khu khu bóng bài, bóng bóng nè, rất là nhiều cái bóng bóng. Đây cùng đi vô với Lâm luôn nha. Ở đây có ba cái máng máng chợt. À, máng chược này không có, tương đối ổn, không có cao lắm mà cũng không có thấp lắm. Đây, đây là mời các bạn cùng Lâm đi vào phía trong nè. Đây có một số cái này là mấy bạn dắt từ bên kia qua đó quý vị. Đây. Cái này mình đi cũng hơi rung lắc một tí. Đây. Đó. Mình đi còn muốn té nữa thì các bạn trẻ sẽ như thế nào vậy? Ô dạ. Tại vì mình không có xài gimbal nên nó sẽ thấy rung. Thôi,
đứng lên dây luôn mình đi luôn nè. Đây. Đây là có nhiều cái chơi này. Đây là một cái đường để đi xuống. À. Mình sẽ chui qua một cái cống nhỏ nhỏ ở đây. Ở đây có những cái đường xuống riêng. Đây, hai cái. Còn đây là một cái đây. Các bạn lớn lớn lên thì các bạn có thể trượt cái máng này xuống dưới này. Đây. 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 À. Đây. Những cái bậc thang nhỏ để mà chúng ta có thể leo lên, cho các em leo lên cho nó vững cái chân nhé. Đây. Chui qua cái này. Phía trong này là có một cái vàng nhúng. Đây, một cái vàng nhúng nè. À, có một cái này. Là nhìn qua bên kia nè mấy bạn. Đó. À, làm sao đi gà. Rồi, đây là phía sau dịch ngang phía trước. Tương đối rộng rãi. Rồi. Đây, rồi xin cảm ơn quý vị. Ở đây có một cái chỗ Lâm sẽ giới thiệu luôn. Có búp bê này kia nhưng mà mặc đồ ấy thì chủ yếu là các trò chơi thôi chứ nó có không có gọi là những cái đây. Chúng ta có thể vào để chơi cũng được. Rồi, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi.